nhiều lắm. Qua cậu đổ đi dựa vào và ruốc kìa, có bán ra ruốc không? Đang nhiều lắm. Ruốc kìa, ruốc kìa. Chờ cho đến tối mới xong ấy. Đưa anh ấy ruốc tôm. Đây, ok. Cho thì cơm nhỉ, mà ăn cái cơm nó ngon không? Bán xong cái mã ruốc này là để cho anh khóc luôn. Ăn cháo. Đấy. Ruốc à? Cái này là ruốc đặc sản của bên đặc sản của Quảng Ninh. Đấy, cho dân mình lấy đấy. Đặc sản của Ninh. Cá hồi. Ruốc cá hồi. Em lên cho anh ruốc cá hồi trước nhỉ? Ruốc cá hồi. Xá sùng. Ruốc cá hồi lên đây rồi. Cái này là mình bán combo hay sao chị? Không, cái này cứ bán từng lọ một. Có cái lọ bao nhiêu đấy? Có này 300g, có này 600g. Rẻ lắm, cái này có hơn 100g một lọ. Cái này 100g. Đấy, ruốc xá sùng, xá sùng sùng trưng thịt này. Đấy, như này là mình đang cho để giọng mai mà hát nữa chứ. Em nghỉ đi thôi, để giọng mai mà. Đấy, anh ăn với cháo rồi ăn với cơm nhé các bạn nhé. Giọng mai mà thì không thấy đâu. Đặc biệt là các cái lọ ruốc này của bên mình mà bán đấy. 7 hôm rồi. Này, cái này là tem Trung Phi này. Đúng rồi, cái này là sản phẩm của anh em team Trung Phi chuẩn bị bán đấy các bạn nhá. Đây này, sản phẩm của anh em tem Trung Phi này. Sẽ có cái dấu đây này, các bạn thấy không? Đấy, sắp tới là anh em tầm anh Đông với là anh... Sản phẩm tem Trung Phi nhá. Của anh em team đấy. Đang lên là ruốc gì đấy? Vật đạo Hoàng Bạc lên gì đấy? Ruốc tôm xá sùng trưng ngắm chép. Đây, đâu rồi? Có mấy loại ruốc ấy, các bạn cứ vào bên trong là có rất là nhiều loại ruốc. Ruốc tôm... Ở đấy rồi, anh em đang cho ăn đây. Cái này thì mình cho vào cháo mình ăn. Đấy. Ăn cơm, ăn cháo, bánh mì. Ăn với cơm, ăn cháo, bánh mì nhá. Cái này là sản phẩm mới anh em chưa phi bán mọi người nhá. Một cái này là 300g. Có hai loại, một loại là 300g, một loại là 500g. Và khi mua về thì mọi người có một cái siêu này. Nó đầy tràn này mọi người nhá. Đây. Đấy. Thì cái này cái dung tích con nó nhiều thế này mà. Đây, mọi người nhá. Cho nên nó có siêu cho mọi người luôn đây. 250k này còn 160k. Sản phẩm này là sắp tới anh em team Châu Phi là bán nhá. Tất cả anh em luôn, tất cả anh em. Đang lấy mã này riêng về cho anh em làm. Ăn kèm với cơm này hay là bánh mì cũng được. Ăn với cháo càng tốt. Đây, anh Tiến ăn này. Cơm với cháo, bánh mì vào có ngon luôn. Cháo. 160k một lọ đấy các bạn, đặc biệt là không có đường, không có mì chính. Đúng rồi, không mì chính, mì chính. Tất cả là gia vị mà ngọt là xá sùng. Của con xá sùng. À. Xá sùng kia là kiểu người ta hay bổ phở ấy cho ngọt. Chứ sản phẩm bên em là không có mì chính này, không có bột ngọt đâu mọi người nhá. Chỉ có những phần tốt thôi. Giá là 250k này chỉ còn là 160k thôi mọi người ạ. Không bị tanh. 160k thôi mọi người ạ. Đây em cho thêm một tí ruốc cá hồi vào nữa. Đấy. Cá hồi này cũng là của Tem Châu Phi nhá. Sau này là sẽ có cái dấu của Tem Châu Phi ở đây là anh em mình sẽ bán cái đặc sản của Quảng Ninh này nhá. Đặc sản của Ninh. Đấy, đối với những cái bạn mà chưa bao giờ tới Quảng Ninh, chưa bao giờ ăn đặc sản của Ninh thì đây hôm nay sẽ là một cái cơ hội cho các bạn là sẽ được trải nghiệm những cái đặc sản ở Quảng Ninh. Đặc biệt là nhất là các bạn là ở phía miền trong mà chưa ít khi được ra ngoài Bắc ấy. Đấy, mà muốn ăn đặc sản Quảng Ninh thì hôm nay trên Vinai của Hoàng Tiến là có rất nhiều đặc sản của Quảng Ninh nhá. Bên hôm bữa thì Hoàng Tiến đã xuống ở Quảng Ninh rồi. Đấy, đấy. Nên là mọi người cứ yên tâm. Đấy. Có video với có ảnh ở xuống xưởng rồi. Nên là mọi đấy. Người cứ yên tâm về cái vệ sinh an toàn thực phẩm đầy đủ. Đấy, cho nên là mọi người cứ yên tâm. Có rất là nhiều sản phẩm ruốc, mắm, đặc sản Quảng Ninh. Hôm nay là anh em mình đang bán demo. Đây, bán demo trước. Đấy, còn sau hôm nào là sẽ có một buổi ra mắt riêng về các sản phẩm của Tem Châu Phi nhá. Sản phẩm này sản phẩm của Tem Châu Phi. Hôm bữa thì anh em mình cũng đã đi khảo sát rồi. Rộng lớn và sạch sẽ, uy tín luôn và đẹp. Công ty Hoàng Tiến là hướng đến là hôm sau là sẽ bán rất rất nhiều cái ô cốp của các tỉnh để giúp đỡ cho mọi người là cái sản phẩm của mọi người lan tỏa được nhiều người biết đến hơn. Các sản phẩm ô cốp rồi là các đặc sản của các tỉnh. Các tỉnh. Đấy, cả các tỉnh. Lên cái gì nhỉ? Đăng lên cái gì đấy? Đăng lên ruốc tôm xá sùng. Xá sùng. Là cái này này. Đây ruốc tôm thịt, ruốc tép xá sùng, không xá sùng đâu. Có trong đấy có cả ruốc bề,
trong cái list của anh em mình có ruốc bề, cả ruốc bề bề rồi này, tôm sú biển này, ruốc bề bề, ruốc bề bề này là của Hoàng Tiến à? Hả? Có là Hoàng Tiến logo HT ở đây. À. Hoàng Tiến sắp sửa có cũng có mấy mã khác. Thế à, logo HT đấy à? Ừ. HT. Hết tiền đấy. Hoàn tiền nhé. Hoàn tiền. Hoàn tiền. 100 suất mọi người, 100 suất nhanh tay cả nhà ơi, cả nhà mình ơi. Còn một số lượng có hạn. Ừ, ăn với cháo ngon tuyệt vời luôn. Khéo giúp nó tắt là vào răng đấy. Thơm lắm mọi người ạ, thơm. Đi ăn. Cái này hôm sau đưa một vali sang đi, xong là để chia cho anh em ăn. Ừ nha, nó ra răng được đấy. Thôi qua cái sản phẩm ấy đi. À, qua má đi, bây giờ là đến được cái này này, cái này ngon này. Đâu, ruốc cá hồi. Ruốc cá hồi đi. Ruốc cá hồi nhá. Ruốc cá hồi. Lên 100 suất nhá. Ruốc cá hồi. Lên 100 suất mọi người này. Không những ruốc tôm, ruốc các loại ruốc thì bây giờ để anh em đến được ruốc cá hồi. Làm chẳng ngon, ra lấy bát mà. Thôi, ruốc cá hồi không có, không có hàng. À không có hàng á? Chưa có. Ôi giời. Ôi, tôm sú biển. Ruốc tôm sú biển đấy. Đây, nhưng tôi về về. Ruốc bề bề chưa có đâu. Đây. Ruốc bề bề. Cái ruốc bề bề này là nó là sẽ là cả thịt lợn, cả con bề bề là xay cùng với nhau. Đây. Chúc mọi người thấy không? Đây. Nó đầy tràn 250 g, giá 250 g 190k. Hôm nay chỉ còn bao nhiêu cả nhà mình có thể comment cho em biết là giá hiện tại đang là bao nhiêu được không ạ? Cả nhà mình có thể comment cho biết hiện tại là giá ruốc bề bề đang là bao nhiêu. Cả nhà mình có thể comment đây cho công ty Hoàng Tiến biết được không ạ? Giá nhận biết chỉ còn là 190k. 170k. 170k dành cho một lọ ruốc là ruốc bề bề nhá. Nó bao gồm cả thịt lợn với cả con thịt con bề bề là xay cùng với nhau. Đấy. Ra một loại ruốc, chứ nếu mà để nguyên một con bề bề thì là giá thành nó rất là cao, nó còn cao chót vót cơ. Cái này nó có hương vị của con bề bề. Đấy, cho vào cháo đây. Cháo ruốc thập cẩm đủ các bà con. Đấy chứ, rất tăng mà. Ừ, đúng rồi. 170k là giá cuối cùng cả nhà mình nhận được thấy. Đấy. Đặc sản Quảng Ninh là mã đỉnh. Quá ngon này, quá tin không mọi người ạ. Rất tăng. Bán nốt mấy cái mã này không nhỉ? Nhờ. Bán nốt mấy cái mã cuối không nhỉ mà. Giúp bê bê này ăn cơm nó bạch nó ngon lắm mọi người. Hôm bữa bọn mình ăn thử rồi. Hàn là sử dụng nó là 7 ngày để ngoài và lớp vuông nhỉ? Không, để bên ngoài là 7-10 ngày, còn bảo quản ngăn mát hoặc ngăn đông ấy, 3 tháng. 3 tháng, có lúc hàn là để nó để ăn để trong ngăn mát. Ăn xong lại bỏ vào ngăn mát ấy, thì là để được 3 tháng. 170k thôi mọi người, quá rẻ, quá hời luôn. Bình thường là không có cái giá đâu, ngoài các thị trường khác ấy thì mọi người sẽ mua với cái giá là giá cao hơn. Nhưng mà hôm nay trong livestream của Hoàng Tiến thì đã để lại cho mọi người cái giá là 170k là quá rẻ. Có cả mắm xá sùng đây này, gói mắm xá sùng này ăn cơm ngon này. Đây, qua cái mai nhá. Mắm xá sùng chưng tôm thịt. Supply rồi sốt. Supply. Rau sập ra. Supply á? Đâu? Đưa bánh nhảy mà. Đâu? Anh Tiến bán lẻ dầu gội đường đi. Chưa, anh chưa nhá. Anh sắp tới để anh tính tiếp nhá. Bây giờ này đây, đến mắm xá sùng này. Đây. Cũng loại 125g, 250g. Đấy, để trong một bọc. Và tất cả là các bạn lưu ý một điều là cái này là 300g ạ. Ờ, 300g à? 300g. À đúng rồi, 300g. Ở trong đây tất cả các sản phẩm đặc sản này thì không có sử dụng mì chính. Đấy, không sử dụng mì chính nhá. Cái loại thơm ngon ngọt là do con xá sùng. Sùng xá sùng. Thế mới gọi là mắm xá sùng chưng tôm thịt. Đấy, một lần nữa cả nhà mình có thấy là hiện tại giá của mắm xá sùng đang là bao nhiêu đúng không ạ? Mọi người có thể comment cho em với Tiến biết hiện tại giá của một hũ mắm xá sùng chưng tôm chắc bao nhiêu được không ạ?
vẫn là 190k anh cả nhà nhận của mình nhá. 190k hay sao đúng không? Ngon nhỉ, ngon nhỉ. Ngon vậy. Ăn nó cháy hết bàn chảo luôn. 190 còn đúng không? 170. Ô cũng 170 à? 144k. Đâu? Đấy, 144k đấy. 190k anh ơi kìa. 190k này. Đấy, điện thoại. Đó. Ruốc 170k. Giá nó biết của nó là 190k. Hôm nay chỉ còn là 170k thôi mọi người. À, do là nhiều người là có cái voucher. Có cái voucher mới nên là sẽ được có cái giá như này. Chứ bình thường là có giá là 190k thôi. Cho nên là cả nhà mình tranh thủ nha cả nhà mình ơi. Cả nhà mình tranh thủ nhá. Hiện tại là bên TikTok đang có voucher là 190k xuống còn 170k thôi mọi người. 161k, 144k kìa. Sao có viêm nhiều mà sao rẻ thế à? Sao lại rẻ thế được nhỉ? Sao lại rẻ như thế được? 190k là giá quá rẻ mọi người. Rước xá sùng là 144k, 170k. À cái này là mắm. Lúc này là cái này viêm nhầm. Cái này viêm nhầm mọi người à. Chứ còn mà mắm xá sùng này là sẽ có giá là 190k. Đấy, 161k, 170k kìa. Ôi nhanh tay cả nhà mình ơi. Đây là sản phẩm ở Quảng Ninh được Kim Châu Phi này đã được đưa về và bán độc quyền mọi người nhá. Kim Châu Phi này sắp tới là sản phẩm này là đưa vào sản phẩm là Kim Châu Phi. Và hôm bữa là mình có Hoàng Tiến đã đến là ở Quảng Ninh để khảo sát mọi người ơi. Đã khảo sát rồi, đã xem qua, đã kiểm tra kiểm định rồi. Sản phẩm là uy tín, chất lượng, ngon, bổ và rẻ. Có 170k thôi. Đây là mắm. Ăn nghỉ đi. Xá sùng, chưng đồ đi. Ăn nghỉ thôi. Nghỉ đi. Mai em bố được ra tiếp. Hôm nay ông Bình, anh em mình hôm nay nghỉ ngơi để mai đưa anh Bình lên Luanda bay về Việt Nam nhá. Nghỉ thôi. Bây giờ những ai mà kiểu mọi người chưa thanh toán mua đơn hàng, mọi người cứ bảo vào dùng hàng mới thanh toán mới nhá. Giá thì trong cửa hàng đang có cái giá là ưu đãi. Khi mà anh em mình tắt like thì nó sẽ về là giá như lúc nó, là gốc của nó. Sẽ không có cái giá hời như mà lúc mà Hoàng Tiến cũng như là Linh như anh mình bán deadline mọi người nha. Cho nên là mọi người tranh thủ mà những ai mà hoàn tất đơn hàng ở nhà mình nhá. Đám ủng hộ 5 đơn, cảm ơn chị Đào Quý này. Cảm ơn mọi người nhiều. Cảm ơn cả nhà mình đã yêu quý, đã xem like, ủng hộ công ty Hoàng Tiến cũng như là Linh. Cả nhà mình nhá, cảm ơn cả nhà mình đã xem like cũng như là mua hàng, ủng hộ anh em mình từ đầu giờ đến cuối giờ. Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Bye bye mọi người, chúc mọi người buổi tối thật vui vẻ cũng như là ngủ ngon này. Bye bye mọi người, lôi. Chào mọi người đi. Ôi, có cái đồ gì sắp để mang về dưới kia thôi mà. Tối rồi, Bình ơi. Đây. Bye bye mọi người. Đấy. Nay lôi có bản chơi nên là quên live stream bán hàng luôn. Bye bye mọi người nhá. Ôi, cả nhà mình chúc mọi người uống ba con ạ. Chúc mọi người ngủ ngon này. Uống ba con ạ. Cái áo là giống của ba con xin lại. À, cái áo của đấy nhỉ. Ô, đây, 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 đây